Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay chúng tôi đang có mặt tại chùa Pháp Hoa, tại đường Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi xin phép được ghi hình lại những hình ảnh của ngôi chùa Pháp Hoa và cùng chia sẻ đến quý vị và các bạn. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi vào viếng và tham quan ngôi chùa này nhé. Chùa Pháp Hoa là một ngôi chùa được Hòa Thượng Đạo Hạ Thanh, người Quảng Nam thành lập năm 1928, năm Mậu Thìn. Trước đây, chùa chỉ có mái tranh vách ván, được xây dựng tại vùng thôn quê thuộc ấp Đông Sơn Nhì, xã Phú Nhuận, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định, nay là phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1932, tức là năm Nhâm Thân, chùa được trùng tu có mái ngói tường vôi. Nhờ công đức của Hòa Thượng Đạo Hạ Thanh bốc thuốc giúp dân nên thu hút được nhiều người đến học. Trong hai cuộc chiến tranh Đông Dương và chiến tranh Việt Nam, một số người lính cộng sản đã hoạt động bí mật trong chùa. Nơi đây có căn hầm bí mật được xây dựng từ năm 1945 để nuôi dấu cán bộ cách mạng. Có bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền thần từ những ngày đại tang của đất nước. Đặc biệt, nơi đây còn có ngôi mộ của nhà sư chiến sĩ Thiện Chiểu và còn có nhà bia tưởng niệm các chiến sĩ quyết tử biệt động thuộc đặc khu Sài Gòn Chợ Lớn. Năm 1962, tức là năm Nhâm Dần, Hòa Thượng Đạo Hạ Thanh mất. Năm 1965 là năm Ất Tỵ, chùa lại được trùng tu nhờ sự đóng góp của Phật tử từ nhiều nơi do đệ tử kế thừa Như Niệm quản lý. Từ đó chùa được tiếp tục cải thiện đến kết quả ngày hôm nay. Hiện nay tỳ kheo Thích Như Niệm trụ trì chùa. Năm 2015, chùa Pháp Hoa được Trung tâm Bảo tồn Di tích Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng xét duyệt Di tích thành phố Hồ Chí Minh công nhận là di tích lịch sử tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi sẽ viếng và tham quan ở cái khung cảnh bên ngoài sân vườn của cái ngôi chùa Pháp Hoa này nhé. Đây là Phật thỉnh tại Caesarea, nơi Đức Phật thuyết bài pháp cuối cùng kinh Di Giáo. Thank you.
của Phật. Theo một cái Phật tử trong chùa chia sẻ cho mình biết, đây chính là cái điện thờ ông Giám. Và mình cũng không rõ lắm về ông Giám như thế nào. Mình cũng xin viếng và xin chia sẻ hình ảnh lại cho quý vị được xem. Và một điều đặc biệt trong cái điện thờ này, phía dưới là có địa nhìn rất là hiền hòa và rất là đẹp. Và một điều đặc biệt là chúng ta để ý là cái mắt và miệng ông Địa. Trong lúc quay hình khi xem lại là chúng tôi thấy là có cái vẻ giống như ông Địa đang nói chuyện. Quý vị hãy nhìn kỹ xem cái cảm giác này là của tôi hay là chúng ta đều thấy được cái việc đó. Do hôm nay là ngày rằm nên các sư thầy trong chùa đang đọc kinh, vì vậy chúng tôi không tiếp xúc được, và cũng như là chúng tôi không tham quan được để tham quan cái căn hầm bí mật ở trong chùa, cũng như ngôi mộ của Hòa Thượng Thiện Chiểu và cái bia ghi công những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đến ngôi chùa này để đưa những cái hình ảnh về cái những cái nội dung mà hết sức đặc biệt trong cái ngôi chùa này, được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố, cho quý vị và các bạn cùng xem.